Lee Kang-in gặp, xin lỗi Son Heung-min. Lee Kang-in đã gặp trực tiếp và xin lỗi Son Heung-min. Ngược lại, đội trưởng Hàn Quốc cũng kêu gọi tha thứ cho đàn em sau vụ xô xát ở ASEAN Cup 2023. Cả hai cùng đăng tâm thư trên trang cá nhân Instagram sáng nay ngày 21 tháng 2, sau khi Lee Kang-in từ thủ đô Paris, Pháp, đến London, Anh, để gặp Son Heung-min. Lee cảm ơn đàn anh vì đã chào đón và chấp nhận cuộc gặp. Tôi nghĩ điều quan trọng là thăm anh Son Heung-min và đưa ra lời xin lỗi chân thành, Lee chia sẻ. Tôi đã hiểu được gánh nặng của anh ấy với tư cách đội trưởng và tự suy ngẫm về bản thân mình. Lee đề cập đến bất đồng quan điểm với Son vào ngày 5 tháng 2, một ngày trước trận bán kết ASEAN Cup gặp Jordan. Trong bữa tối, một số cầu thủ trẻ, gồm Lee, đã chơi bóng bàn thay vì nghe theo yêu cầu của đội trưởng. Xô xát xảy ra và Son bị trật khớp ngón tay. Tiền vệ của PSG cho hay, tôi đã làm một việc mà lẽ ra không bao giờ nên làm ở bữa ăn hôm ấy. Lời khuyên của Son dành cho tôi nhằm đoàn kết đội bóng, với tư cách đội trưởng và đồng đội. Nhưng tôi không lắng nghe mà chỉ biết bày tỏ quan điểm của mình. Tôi vô cùng hối hận về những điều này. Lee cũng tiết lộ đã liên lạc với từng cầu thủ ở đội tuyển Hàn Quốc để xin lỗi về vụ việc, đồng thời hứa sẽ có thái độ đúng đắn và lịch sự trong tương lai. Ngoài Lee, hai cầu thủ cũng bị chỉ trích nhiều vì chơi bóng bàn cùng là Seon Jang-gu và Jung U-jang. Lee lấy làm tiếc và muốn nhận sự trừng phạt vì hành động của mình, thay cho những công kích nhắm vào cầu thủ khác. Tiền vệ sinh năm 2001 cũng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì đi chệch khỏi nghĩa vụ và vai trò với tư cách cầu thủ đại diện cho Hàn Quốc. Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng, Lee viết trong tâm thư, đồng thời cam kết tận hiến hơn nữa trong tương lai. Son Heung-min xác nhận Lee đã đưa ra lời xin lỗi chân thành tới tất cả cầu thủ ở đội tuyển quốc gia. Kang-in đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn kể từ sự việc. Anh cho biết, xin hãy tha thứ cho cậu ấy bằng trái tim rộng lượng chỉ một lần thôi. Tiền đạo sinh năm 1992 cũng thừa nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc và xứng đáng bị chỉ trích. Tuy nhiên, anh tin rằng nhiệm vụ của đội trưởng là làm những việc vì lợi ích của tập thể, kể cả khi bản thân không thích, nhưng sẽ cố gắng dẫn dắt đồng đội hành động khôn ngoan và sáng suốt hơn trong tương lai. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra hỗn loạn và coi đây là bài học để làm việc chăm chỉ giúp đội tuyển quốc gia phát triển hơn, Son viết khép lại tâm thư. Sau sự việc, cá nhân Lee Kang-in mất nhiều hợp đồng quảng cáo. Trong khi hình ảnh đội tuyển quốc gia trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ. Vụ xô xát cũng là giọt nước tràn ly dẫn đến việc Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA, buộc phải sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann ngay lập tức dù hợp đồng đến tháng 7 năm 2026. Về phía Son và Lee, chủ tịch KFA Chung Mong-gil cho biết sẽ bàn bạc với tân huấn luyện viên của đội tuyển. Hình thức kỷ luật cao nhất mà KFA có thể làm là không triệu tập hai cầu thủ lên đội tuyển trong thời gian nhất định. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.